Xin chào quý cô chú anh chị Cái video này tôi muốn làm gửi đến cho tất cả mọi người Chúng ta đang sống ở một cái thời hiện đại Mà tôi không hiểu tại sao Có những con người nó vẫn lên dẫn dắt Và những người đang ủng hộ theo một cái sự sai trái Dẫn dắt sai trái, ủng hộ cũng sai trái luôn Thời đời nay á có ai mà ở nhờ nhà rồi để mà gọi là đồng sở hữu nhà của người ta ấy vậy mà có những con người á nó lên lên dẫn dắt là cô xấu mãi đỉnh nhà số 5 sẽ ra đường tôi bó tay luôn như vậy đó mà cũng có những người đi theo cổ vũ ủng hộ tôi không biết là những con người này họ dùng cái đầu để suy nghĩ hay là dùng cái gì để suy nghĩ nhà số 5 ra đường cô xấu mãi đỉnh cái nhận thức của những con người dẫn dắt này nó nằm ở đâu vậy Tôi không biết anh chị ghét con hồng loan Ở cái điểm nào Con hồng lon nó sai ở điểm nào Nhưng chúng ta sống Về tình, về lý Chúng ta phải có chứ Đúng không ạ à? Về lý Thì ok, sắp tới phiên tòa Cuối cùng này Sẽ phân xử Ai mới thật sự Là chủ nhân của ngôi nhà đó Của chú Vũ Linh để lại còn về tình thì tôi nói thật anh chị luôn chú linh qua đời và không để lại một tấm di chúc nào cả thì tất nhiên lễ diễn nhiên ở đây con hồng long nó sẽ là người thừa hưởng đúng không ạ thứ hai nữa là con hồng long được chú linh ẩm về nuôi từ nhỏ cho tới lớn con hồng long kêu chú linh bằng ba đó là một điều rõ ràng Vậy mà không hiểu có những kẻ nó vẫn khăng khăng là gia đình, bà con dòng họ. Chẳng hạn như bà Sáu Bào, ông bà Bảy Báo, con Phượng là người mới được thừa hưởng cái nhà đó. Đòi đồng sở hữu cái nhà đó. Tôi không hiểu cái, những cái con người mà đang nghe những cái con người dẫn dắt đó đó. Có tình, có lý ở đâu tôi nói thật anh chị với một cái điều đơn giản rất là dễ hiểu rất là nhìn thấy dễ hiểu luôn vậy mà nó cũng nhào vô nó ủng hộ tôi không biết anh chị tại sao lại đi ủng hộ một cái sự sai trái như vậy mà anh chị lại đi ủng hộ tôi cho con hồng long đi là con nuôi của chú linh đi chăng nữa thì chú linh cũng đã nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn tôi nói thẳng anh chị luôn ấy, nuôi một đứa con nuôi mà nó có hiếu ấy, còn hơn là những đứa con ruột phá gia chi tử bất hiếu những đứa con ruột đó mà biết đó, em nói thật anh chị chứ anh chị không muốn để ra nó đâu anh chị không muốn nuôi lớn đó đâu nhưng nếu như mà được nuôi một đứa con nuôi mà nó có hiếu như con hồng loan đấy đáng đáng được trân trọng tôi nói thật luôn bây giờ nói thật anh chị chứ anh chị thấy không một cái gia đình tôi nói thật cái gia đình của chú vũ linh đó, anh chị em đó là một cái gia đình bất hạnh cái nhà thờ tổ mà còn bán để chi ra ăn những cái con người chẳng ngày xấu bào bảy báo đó nhà thờ mà nhà thờ tổ mà còn chi ra ăn được mà thì anh chị nghĩ đi có hiếu ở đâu làm con cái không giữ được ngôi nhà tổ đó là cái sự bất hiếu rồi anh chị ấy vậy mà bữa nay đòi tranh giành đồng sở hữu với hồng long em nói thật anh chị luôn á anh chị suy nghĩ lại đi những người nào đang ủng hộ cho bà xấu bào bảy báo được cái quyền đồng sở hữu Dương Hồng Lâu Anh chị nên suy nghĩ lại đi Nếu như cái nhà đó đó Mà để cho họ sở hữu á Thì liệu cái nhà đó còn còn không Chú Vũ Linh còn được Ở trong ngôi nhà đó Thờ phượng nghiêm trang nghiêm chỉnh không anh chị Hay họ chi năm xị bảy Để bán căn nhà đó Rồi tiêu tan hết Anh chị thấy không Đến giờ phút này họ cũng đã tiêu tan hết rồi Cái thời chú Linh còn sống ấy, Chú Linh đã giúp cho họ biết bao nhiêu ấy vậy mà bây giờ Anh chị coi lại thử đi Họ còn giữ được cái gì Họ không giữ một cái gì hết Họ đâm vô những thói hư tật xấu của họ Bài bạc hút chích này nọ Bây giờ còn một căn nhà Để lại cho đứa con Của chú Vũ Linh Tôi không dám khẳng định Và tôi chưa khẳng định nha Đây có phải là con ruột hay không Nhưng với tôi đây là một đứa con hợp pháp thì nó được hưởng cái gia tài của cha nó để lại. Đó là điều tất nhiên và rõ ràng. Cái thứ hai nữa, sự ra đi của chú Vũ Linh không có một tấm di chúc nào để lại hết. Thì con Hồng Long là người khai tử cho cha của nó. Thì nó là người đứng tên trong hộ khẩu. Nó là người thừa hưởng hợp pháp. Tôi nói thẳng anh chị luôn. Cho dù có kiện tụng kháng cáo đến đâu đi chăng nữa. Thì tôi nói thật anh chị luôn. Cái gia đình anh chị em xấu bào bảy báo. Con Phượng không bao giờ thắng kiện được đâu anh chị. Tôi, tôi nói thật luôn. Nếu như cái gia đình đó mà thắng kiện được Thì tôi không còn cái lòng tin nào Mà dưới pháp luật nữa Tôi nói thật Với một cái điều lẽ hiển nhiên như vậy Về tình về lý nó là như vậy Mà đi kiện từ hết cái tòa này Đến cái tòa khác Và tôi nghĩ đây là một phiên tòa cuối cùng Để kết thúc cái drama này Không còn cái sự mà nhục mạ Của hồng long nữa anh chị em ạ à, Tôi thấy con hồng long bị nhục mạ rất là nhiều Bao nhiêu youtube chẳng hạn Từ thằng húng mỏ nhọn Bình Dương tới thằng thám tử bốn lầu con ngân rồi thằng à, thằng à, nghệ sĩ lê tín rồi con heo tay xanh rồi thằng đạo diễn đức long em thấy rất là nhiều người nhục mạ đó kể cả thằng anh anh hai của nó cũng vậy luôn con lê cũng nhục mạ nó luôn anh chị thấy không anh chị nghĩ nên nó chịu biết bao nhiêu áp lực nó là người đáng thương hơn là đáng trách anh chị à nó đâu có quyền chọn lựa nơi sinh ra và lớn lên đâu mỗi con người chúng ta không ai có quyền chọn nơi chúng ta sinh ra cả nó được sinh ra lớn lên nhờ chú vũ linh thì hôm nay chú vũ linh để lại những gì cho nó nó được hợp pháp thừa hưởng tại sao lại đi ghét nó làm cái gì bây giờ anh chị có thương nó anh chị cũng không được hưởng cái gì cả anh chị có ghét nó anh chị cũng không hưởng được cái gì cả nhưng ở đây chúng ta lấy cái tình người cái đạo lý để mà sống để mà nói chúng ta hiểu được cái chuyện đó Chứ không phải là chúng ta không hiểu Có những người họ hiểu đó Nhưng họ cố tình họ không hiểu Họ cố tình họ không muốn hiểu Vì cái nỗi sân hận Cái lòng ganh tị ganh ghét của họ Rồi họ đi ủng hộ những cái con người Bị đặt du khống vận chuyện Anh chị nghĩ đi đó. Cái bà xấu bào là cái gì Mà nó đưa lên cái tia tết, cái tiêu đề của nó là Cô xấu mãi đỉnh Đỉnh cái gì Đỉnh đỉnh tranh giành à Đỉnh tranh ăn à Hả? hay là đỉnh danh vật. Hả? Rồi con Hồng Lon ấy nó ra khỏi nhà hồi nào. Vậy mà nó đưa lên những cái tiêu tết cái tiêu đề như vậy đó anh chị thấy sao? Đây có nhìn vô cái tiêu đề thôi. Thì đây có phải là một cái sự mà dối trá không? Lừa gạt không anh chị? Chúng tôi tôi là một người bước lên trên không gian mạng, cái gì có thì tôi nói, không có tôi không bao giờ tôi dựng chuyện tôi nói. Đó. Ấy vậy mà những con người nó luôn luôn hàng ngày nó tạo ra một cái sự việc mà không có tôn vinh cái xấu tôn vinh cái sự mà giành giật vô căn cớ đó. vô ở nhờ nhà người người ta rồi đòi đồng sở hữu nhà người ta đó là một cái sự vô lý mất từ từ đó giờ tôi nói thẳng anh chị luôn cho dù cái con thú á một cái cái chỗ đó là chỗ ở của nó con thú khác không bao giờ vô dành chỗ ở của nó được đâu anh chị đó là con thú nha huống chi là con người con người còn có lý lẽ có pháp lý có pháp luật anh chị thấy không anh chị có thấy không ạ à? con thú cái chỗ đó nó đã ở rồi thì không có con nào đồng loại của nó mà vô dành chỗ đó của nó được đâu anh chị bằng mọi cách nó đuổi ra liền đúng không ấy vậy mà con người chúng ta sống có đầu có óc biết được đâu là đạo là lý vậy mà chúng chúng nó lại đi ủng hộ cái sự sai trái đó anh chị thấy không đó là một điều sai trái tôi nói thẳng anh chị luôn anh chị thử hỏi từ xưa tới nay có một cái trường hợp nào vô nhà người ta ở ké mà đòi đồng sở hữu không? Đòi đuổi người ta ra khỏi nhà không anh chị? Cái điều đó anh chị ơi anh chị hãy trả lời một câu thật lòng đi Đó là đúng hay sai? Đúng hay sai anh chị? Vậy mà nó, tụi nó ủng hộ đó anh chị Bó tay luôn Ok, cái video này tôi muốn nói lên cái thằng húng mỏ nhọn mặt thỏ mỏ giờ Anh chị nha Cảm ơn anh chị và rất mong anh chị đăng ký cái trang mới Lê Minh Shop này giúp em anh chị nhé. Vì những cái trang kia chúng nó đánh sập của em hết rồi anh chị cái có được, còn nói được, cứ nói, nói đến khi kết thúc drama này. Em hứa với tất cả anh chị em mình, em sẽ đi đến kết cái drama này. Dù nó có đánh sập hết tất cả các trang của em, dù em nói còn có một người nghe, em cũng sẽ nói và nói hết cái drama này khi phiên tòa kết thúc. Và drama này chắc chắn con học lòng sẽ thắng. Người thờ hưởng hợp pháp sẽ thắng. Không bao giờ mà có một kẻ xa lạ cho dù bà con đi chăng nữa vô nhà ở nhờ mà đòi đồng sở hữu nhà người ta được đâu anh chị ok cảm ơn anh chị rất là nhiều